Chú Quán ơi. Ơi chị nghe. Cho con ly trà đá hai cái tẩy đi chị. Trà đá hả? Ủa trà đá mà sao hai tẩy em, trà đá là đổ sẵn luôn mà. Ý là bây giờ là cái ly trà đá của em. Ừ. Đúng chưa? Ừ. Cái ly trà đá của em phải tách cái ly trà đá ra phân nửa, bỏ hai cái tẩy vô chia ra hai bên. Đúng rồi. Thì sao em không kêu hai ly trà đá luôn nó gọn? Bà giỡn mặt với tôi hả bà già? Bà chưa nghe danh con Liễu đâu đâu hả? Chưa. Bà muốn bà khỏi màn ăn quán này luôn không hả? Bà muốn dẹp tiệm không? Kêu sao thì nghe vậy đi. Là có nghĩa là một ly trà đá chia làm hai. Đúng. Vậy thôi. Uh-huh. Vậy bán mới gì ly trà đá chia ra là gần hai cái tẩy. Tôi thích. Bây giờ kêu vậy không làm hay sao? Mà màu mè dữ vậy. Là một ly trà đá chia làm hai. Nhân mặt với chị. Chứ không phải là hai ly trà đá. Một ly trà đá chia làm hai, nói mẹ chia làm hai, mẹ đặt ly trà đá hai cái tẩy. Rồi hai bé uống gì? Hai ly cà phê sữa. Ủa sao đồng xanh đôi hay gì mà đồng thanh dữ vậy? Anh em chung xã hội mà. Phải đồng thanh chứ. Anh ở bên này có... ở bên này là chị Đại. Uh-huh. Uống trà đá. Bên này đàn em uống cà phê sữa. Ủa thì nó bình thường mà, nó đàn em nó có tiền thì nó uống trà sữa thôi. Còn tôi thì chị Đại, mặc dù chị Đại mà chị Đại nghèo. Không em được ơi, vậy. Không mấy em uống cà phê giùm chị được không? Tại vì giờ cà phê sữa chị hết rồi. Cà phê nó đắng lắm, không được. Vậy thôi uống xì tin đi. Gì trời. Alo. Alo chị hai. Chị đang đâu vậy? Chị đang uống ăn sáng ở Hawaii em. Chị có nào chị giúp em được không vậy? Giúp em chiếc này chiếc sang tự bớt chị ơi. Là sao? Mày ăn cơm thì mày tự mày ăn, mày vừa bắt mới mày kêu tao bới cho mày vậy? Em đang có chuyện chứ. Ngáo thiệt chứ. Nó ăn cơm nó không kêu qua chị bới cho nó. Trời ơi con này bị gì vậy? Cơm của nhà đó thì nó bới để mất chuyện kêu mình bới. Ừ. Ừ, tôi hiểu rồi. Alo. Chị hai giúp em chén này chị hai. Ê mày có bị điên không vậy? Hả? Mày ăn thì mày tự bới đi bắt mới tao giúp cho mày. Cái này em bới không có được. Cái gì? Cái này em bới không có được. Thì kêu cha mẹ mày bới cho mày. Không có được, chỉ có chị bới được thôi. Là gì? Em bị kiếm chuyện. Thanh thần ơi, chị kiếm chuyện đó, mẹ kiếm chuyện, em kiếm chuyện đi. Mà khi mày giúp chén này mày xíu thằng mày tự bới. Anh tưởng mày đang ăn cơm mà kêu tao mày bới cho mày chứ. Nhanh chị ơi. Ở đâu? Ở chỗ cũ. Con nào vậy? Con mới á. Bơ. Bơ em trộn hả? Dạ đúng rồi. Rồi, đợi chị xíu. Nhanh. Nghe gì con bơ em trộn gì chị? Con băng biển hiếp. Băng biển hiếp. Ở đâu chị? Sao đi lẹ đi ăn chi nữa vậy hả? Uống gì nữa không mấy đứa? Mẹ bà mày có thật với việc được đạo phải để cho ăn hết rồi trời đánh tránh bữa ăn. Đúng rồi em ơi, làm gì mà mình lao động mình phải có đồ ăn trong người mình chứ, đúng không? Ừ. Mẹ lẹ đi chị hai ơi. Đúng rồi. Người ta kiếm chị của băng kìa. Đúng rồi đó, kiếm em chị mình mà. Gì vậy? Dính cọng tóc. Dính cọng tóc vô mời miệng. Trời ơi. Khóc buộc lắm chị ơi. Chị ăn lẹ đi. Từ từ. Ông thôi mình leo hút, mình hút lẹ cho lẹ đi bây giờ chứ ăn lâu quá. Anh đang mày hút đi. Hà bá. Có con hút trà sữa không chị? Chị hút bự á. Chị đâu có bán trà sữa đâu em. Vậy thôi đi vô đi. Lẹ chị ơi. Từ từ. Người ta đang kiếm chuyện em mình mà mình cứ từ từ thỉnh thẳng với gì chị? Anh em mà chưa nghe nói câu có thật mới giật được đạo hả? Em biết là cái vụ đó rồi, nhưng mà con băng đang gặp nguy hiểm bên kia thì mình phải đi qua liền chứ. Thì nó cũng còn ở đó thôi chứ rơi đầu khi nó giữ chân cũng xíu rồi. Rồi nhà anh đi nha. Ăn còn ngửa gấp cho bỏ cho miệng ăn gì đi. Alo. Chị đâu rồi? Ta qua tới giờ 5 phút nữa tới, ta đang tới mừng ngã ba rồi nè. Nhanh lên đi chị ơi chị. Rồi ta quẹt tới ngã ba rồi qua liền tới liền đó. Nhanh nha. Rồi. Tính ra là bả chưa đi luôn mà bả nói đi tới ngã ba rồi đó. Mày đến cái miệng mà lại mà cho tao ăn cái coi trời ơi trời. Thì ăn đi chị ăn đi, em nói miệng của em thôi đâu liên quan gì miệng của chị đâu mà chị nói vậy. Lẹ lẹ đi chị. Hoài luôn đó. Chị em mình đang gặp đạn mà tự nhiên đang ngồi ăn. Trời ơi ăn cái hôn nào hết trơn chị ơi. Ủa không có gì nữa chị lỡ ra quá. Ủa có vụ gì vậy? Ủa không có vậy? Đại gì cái này gì cái? Làm gì nữa hả? Trả tiền. Không có con thì trời ơi. Ủa vậy không chị? Nó chế hay đợi chị xíu. Em quản hả?
Thì đánh son chi vậy? Chị trước khi đánh lộn phải đánh son trước em. Làm gì chị? Quay ghi sổ nha. Khánh Thần ơi. Ủa ghi sổ hả em? Đúng rồi. Ừ. Ghi tên gì? Liễu đâu đâu? Chị Đại mà đi ghi sổ. Ông mà giỡn mặt với tôi hả? Chị Đại là không bao giờ ăn mà đừng có tiền nha. Chứ làm gì ăn? Cái gì? Không có tiền ăn ăn gì? Chị đem số nợ đó về nhà rồi cộng lại sao? Bà thấy có khi nào chị Đại mà ra đường mà có tiền không? Để đàn em trả không à? Bích, trả đi Bích. Em có đâu trả. Hay nó kia trả tiền coi. Hay là giàu này hay là chắc có. Ghi đi, ghi đi, không có đâu. Ghi liệu đầu lâu dùm nha. Vậy nha. Ủa là chị Đại giữ rồi ha. Thì chị Đại không có tiền là sao mà còn đàn em có tiền đúng không? Đúng rồi. Đó, khi nào mà chị Đại có tiền đi đàn em sẽ có tiền. Bây giờ bà làm sao? Có ghi sao trắng gì? Tự nhiên tao mở ra buôn bán với bà đâu vô sáng sớm mở hàng. Một bà là ghi. Hai. Dẹp. Là dẹp. Ai dẹp? Bà dẹp. Ai có sức dẹp đây? Giờ sao? Sao? Giờ sao? Giờ tính quậy hay gì? Không, tính quậy gì? Trời ơi trời. Nào chưa nghe danh Liễu đâu lâu hả cô nương? Khép xuống kìa. Ừ. Ghi đi. Ghi đi. Ngày mai lại. Mày nhìn cái mỏ là đồ uy tín rồi. Cái gì? Giờ trời đất Khánh Thần Thiên Đụng ơi. Mày quất cho tao. Có sao em? Ê, để vô tôi lại đi. Thôi, mày bị điên hả? Mày làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Chị mới kêu em quất nó mà. Sao chị đánh em? Dạ lên, tôi lại lại lên. Anh lại giống là hôm nay làm nết kỳ gì kìa. Dạ. Nè, lần này là thái cho mày đó nha, rồi tao cũng chuyện với tao đó nha. Thôi là có chị Liễu. Rồi mấy con nhỏ này nó ngang ngược lắm em. Bà bây giờ. Mấy nhỏ này ngang ngược lắm em, vô em ngồi đi, chị Hai lấy nước cho em uống. À, anh ơi. Anh. Hả? Anh có gì cho em xin lỗi nha. Không, cái này là anh tại vì anh vô đụng em mà. Nhỏ em của em nó hồ đồ quá. Không sao sao. Thường mà đâu có sao. Đi đè lên kìa. Dạ, em không sao. Đè lên chị ơi. Chị đè đi. Đè đi. Không coi trước gì chứ. Trời. Nhìn từ từ với trời. Có gì xin lỗi nha. À. Bỏ qua cho em đi nha. Hay đi hôn với tao đó nha. Coi trời. Coi chừng đó. Đi đi. Đi chị. Đi. Lẹ đi. Ngược coi kìa. Trời. Lẹ lên chị thôi. Làm cái gì cũng không coi gì hết trơn à. Chị thao túng tâm lý rồi. Cái này là... Ôi sao có nó mô hiểm cho nó chạy. Ôi, hai đứa mày đi ra chuẩn bị đi rồi làm gì vậy chạy. Kéo đất chị ra nè. Em đi nha. Bye bye em. Đi. Cái gì với mấy má chú Phan. Kéo ra Phan. Em đi đó nha cục vàng. Mẹo ba cái đường này đi nha. Ê Phan đi. Làm gì vậy? Ê. Còn đứa nào còn tiền đổ xăng không? Còn đâu, nãy không có tiền đâu mà trả nước một tiếng nào hết trơn hả? Không còn ngàn nào luôn. Hết tiền đổ xăng rồi. Còn sao? Chị không á, hồi sáng đi mà không biết câu gì hết trơn gì trời. Má, cái đời này tao có tiền đâu. Không có tiền mà cũng chạy xe đi nữa đi, bổ 1 triệu đâu. Bổ đi chị ơi. Cái gì? Chị Hai! Đi đâu vậy? Đổ nó lại. Thôi mà bỏ qua cho nó đi. Được rồi, đừng có đụng nó nữa, kệ nó chị ơi. Bỏ qua đi chị. Anh trai. Mặc dù em nói chuyện này hơi đường đột xíu. Sao em? Cho em mượn 20.000 đổ xăng đi. Ủa chị Hai, mấy người này chị có quen không? Không, em biết mặc dù em nói chuyện này nó hơi đường đột thì mà hai mình cũng mới quen à. Coi như là chúng nó gặp nhau bốn biển là nhà đi. À, trước sau trước lại rồi sau là mình cũng là của nhau à. Cho nên là cho em ứng trước 20 được không? Ứng gì đó. Không, tương lai biết đâu sau này anh cưới em mà sao? Em ơi, thì em là vợ, thì em là vợ anh thì coi như là em ứng trước tiền lương đi. Không có vụ đó đâu bé yêu ơi. Tính là mình mới gặp lần đầu luôn á. Không, lần đầu cũng như lần sau nữa là sao nữa à? Đúng rồi đó anh, hồi nãy em có nói gì sai sót á, anh xin em cho em xin lỗi nha. Bây giờ cho chị Hai em ứng 20 đi. Rồi mai mốt gặp lại thì em đưa lại cho. Không sao hết trơn. Tụi em xin lỗi. Em xin lỗi. Ngày này không lẽ giờ bốn đứa được không có được 20 ngàn tối nữa. Dạ không. Không có. Chị Đại rồi đàn em được ha. Báo được lại xe đẹp. Xe đó xe ai vậy? Xe cấm của bà già đó.
Em ha. Là bây giờ hết xăng, không tiền hết xăng. Dạ đúng rồi đó. Hết xăng hả em? Dạ. Để xe đó đi bộ đi. À, xa lắm chị ơi. Chị cho gửi. Xa lắm. Xa chịu. Dạ. Coi có gì cho anh mượn tiền. Mở 20 anh. Đúng rồi, đúng rồi chị ơi. Hồi nãy còn ghi sổ nè. Cái tô bún này nó cũng chưa trả dám trình ghi dùm cho bà Năm Nước Lèo luôn nè. Không, anh cứ coi như là trước lạ sau quen đi. Đúng rồi. Nha, mượn 20 làm quen đi. Ê, ta mượn tiền ta làm quen chứ ai đâu mà làm bị uống nước trà, đúng không? Đúng rồi. Là người ta muốn làm quen là phải mượn tiền. Biết sao không? Anh, là mình mượn tiền á cho hai người thân thiết hơn. Ừ, thân thiết hơn, hiểu không? Là biết em còn nợ anh cái mình nè. Từ khi hai ta xa rời nhau, không biết em thế nào là em đang là thiếu nợ anh đó. Là dĩ ha, không có nhu cầu làm quen ha. Sao được vậy? Có cho mượn được không? Mẹ có ai nhục không? Thằng Năng nỉ chị luôn chị. Đi bộ đi mấy đứa. Không, bây giờ chị Hai nó. Nãy giờ mệt lắm mình ở nhà. Ê. 20 thôi. Cái xe đó mình xăng bự lắm, 20 đổ đủ không? Đủ, 20 thôi đủ rồi, đổ tới bảnh thôi, rồi vô bảnh mượn tiếp. Sao vậy? Được không? Ủa mày muốn cho mượn đi, tao không biết rồi nha. Cảm ơn nhiều nha. Có 20 ngàn ha. Kệ đi 20 ngàn, không tới đâu đâu. Tự cho mượn đi chứ đâu biết. Trời dễ thương ghê trời. 20 hả? Nè. Rồi cảm ơn trai nhiều nha. Coi. Thôi nè. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn chị. Coi như là em thiếu đi mà mốt em trả lại cho. Đi nha. Đi lẹ đi lẹ chai ơi. Lẹ. Đợi nó hư bình nhớt hay gì vậy? Anh kêu đổ xăng không kịp chứ. Coi. Thôi em đi bộ đó, nó thiệt á chứ. Ai đợi em đi đâu? Đợi em. Ông Huy lại chợ Huy. Hồi nãy kêu hết xăng nữa rồi. Xin 50 cho rồi. Ôi trời, mày mượn, tao mày mượn như 20 người ta cho mày là mai lắm, mình bữa 50 ngàn. Mà xe gì hết xăng chứ không biết. Rồi sao mày con nào? Con nào? Con nào hiếp mày? Mày nói. Ôi. Ai đâu? Cái gì vậy? Sao mày tao hả mấy vậy? Là chị giúp em chưa? Cái gì? Là chị giúp em chưa? Chị đang giúp. Thành nào cái mỏ sưng như cái bánh cam vậy trời. Cái gì vậy? Rồi sao bên đây cũng sưng nữa nè? Cái gì mà thừa lừ hết trơn vậy? Cái gì vậy? Thôi. Đợi bà tới chị qua hả là thì đó thấy rồi đó. Hết rồi. Không còn gì nữa. Không còn gì nữa chị ơi. Rồi nói làm cái gì tụi mày mà tụi mày mà cỡ này hả? Bà nội này nè cũng kỳ lắm. Nói chuyện với nó thì nói trên đầu nó nhỏ. Bà kêu nó trên đầu nó chị mày đó nghe. Cái mỏ mày trang luôn. Bây giờ nó đâu rồi? Đi rồi. Chắc nó quýnh xong rồi. Chắc nó quýnh ba đứa nữa lại đây cho chị qua. Quân địch chết nhiêu? Quân địch chết 5. Quân ta? Chết hết. Em nói chị rồi mà nãy ăn lẹ lẹ đi rồi qua. Hồi nãy mày nghe nhỏ này điện cái xong chị cứ ngồi đó ăn hoài. Ăn thịt nhắm son nữa chứ. Cái từ từ cái trời. Còn gặp cái chiếc xe hết xăng nữa đi xin tiền mượn tiền ta. Cái bất gì? Bội à. Vậy là hồi nãy giờ đợi ở mượn tiền đó hả? Chứ sao tại chị Hai chứ không phải đại tụi tao. Bây giờ không có nói nhiều nữa. Bây giờ biết tụi nó nhà nó đâu không? Biết không? Mày gây với nó là mày phải biết. Biết không? Bây giờ tụi mình có phải chơi lại tụi nó. Đây. Ba đánh một không chột cũng què hà. Đi mượn cho chị 20 ngàn đó, 50 ngàn đổ xăng đi coi bánh chơi đó. Mà mượn nữa. Cái gì mà mượn hoài vậy trời? Mượn ai đây? Cái tiền đâu có đổ xăng con quỷ. Chị phải kiếm tiền chứ. Đổ ga. Rồi mượn ông tao đi. Mình lại đổ 20 ngàn rồi mà. Hết giữa đường xe nãy mẹ. Cái chiếc xe này mà 20 ngàn mày chạy từ đó qua đây biết bao nhiêu không? 20 ngàn đủ chán được cái nguy thôi. Mày á, mày điện về cho ổng bả lấy tiền đi rồi đặng đi. Giờ đi gì nói nữa. Trời ơi. Con này đi mượn chị 50 ngàn đi đổ xăng coi. Đè lên. Ôi là trời. Ôi trời. Mới mốt qua sớm giùm em cái đợi có chuyện mà chị qua một cái là bây giờ là. Rồi đi nè, đi. Đi anh em ơi. Mày đi nổi không? Đỡ. Tôi biết rồi, cái mỏ mày bớt giật tí đi. Không nghe. Con này làm gì lâu vậy trời? Sống được vậy. Có chưa? Có rồi. Mà em được có 20 à. Sao đi mày mượn 50, mượn 20 vậy? Sao đâu có cho em mượn đâu. Thánh thần ơi trời, có 20 ngàn là sao đủ đổ xăng đi nữa chừng hết nữa sao? Giờ qua tới bển đi rồi tới đâu thì dắt chứ sao vợ? Ôi trời, sao đây?
Thì tính gì đi, bữa nào gán đi. Nào mà có 50 ngàn nổ xăng đi, lúc đó rồi hãy đi ha. Bây giờ đem 20 ngàn nó trả thằng kia. Ừ, ai được chứ má? Được rồi đó. Ủa mấy cái bộ neo hay vậy? Ờ, mấy bộ neo. Trời ơi, dịu trời. Ừ. Ê, đi nói mi nào vậy? Mới nói mi rồi từng rồi. Trời ơi. Mi lông vũ đó má. Đây nè. Ừ. Dạ, đầu. Mình làm cao ok mà. Cho nên là mình vô mình mới tắt cái đèn một cái vòng mi nó dạ lên. Ủa nó sáng lên hả? Ừ. Ủa. Em biết ngồi đây đẹp không? Đã ha. Giờ này mới quen anh kia ngon lắm mát. Vậy sao? Trời ơi, ngon nha. Ngon ngon dữ không? Ngon chứ. Tao không biết sao, tao bây giờ tao biết lý do là tại sao cái quán bữa giờ ấy. Thánh thần ơi, tại chị ơi. Ừ. Trời ơi, vậy không có nâng cấp phòng karaoke lên gì hết trơn. Đúng rồi. Không nâng cấp gì, tụi bay ăn không có ngày sửa sạn mà bồ bịch không à. Bồ bịch nào trời? Bồ bịch nào? Tụi em sửa sạn chứ mấy có tiền hết trời. Nha, nha. Thì trưng diện lên bộ mặt của quán mà. Mệt ghê thiệt. Là nhân viên ưu tú ở đây rồi. Thì phải làm tròn trách nhiệm của nhân viên ưu tú chứ. Ưu tú gì mà ưu tú? Còn bây giờ cắt cái ngồi kia kìa. Rồi từ từ ra liền. Mệt quá trời hả? Mệt gì nữa mệt. Cái túi mày kìa. Rồi. Mệt quá trời hả? Trời không biết ở đâu ra mày ra đẹp trai dễ sao đẹp trai luôn á, ủng hộ em. Bên mình có mận không? Mận hả? Đúng rồi. Trời mận bao chín. Anh muốn sực sực cũng có mà anh muốn mềm cũng có. Vậy cho anh anh thích đi. Anh thích mận chín mùi cũng có nha. Ừ. Rồi ra là mặn chín vừa thôi, đừng chín quá. Trời ơi, đầy đủ hết. Trời, chỉ mình mặn vừa vừa thôi nha. Miệng mấy anh đó hả, tới ủng hộ là em vui rồi. Cỡ nào cũng có. Nhanh nha. Rồi, rồi, đợi em xíu nha, mấy anh hát vui vẻ nha. Làm gì đâu dưới trời. Đang đợi vô phòng nè. Rồi, giờ vô đi nè. Ủa, phòng mấy vậy? Phòng số 18 nè. Sao cái phòng này có con nội súng găng vô trong nội ấy? Cách nào không như cách nào đi vô đi. Thôi. Trời ơi, trời. Em cũng phải lựa chọn cho em, đúng là em cứ nghĩ sao. Cái con đẹp nhất nên là qua thôi, cái chỗ này mình không đưa cho mà người ta có tiền. Thôi đi cha, thấy ghê. Thôi thôi, để em nha. Vô đi. Thôi đi, muốn vô đây phòng đi. Ok. Mấy đứa hỏi lên phòng chơi đi vậy. Thôi. Mệt ghê. Ừ. Sao hồi nó kiếm hoài. Khách nhìn gì mà. Tới cũng mà không đi, rồi mai mốt hả, tới tui người ta đừng có dần nha. Thánh thần ơi, ngồi sao? Ngồi sao? Thì nói gì đó. Ôi chị đẹp với quyền lựa chọn em. Trời ơi. Đâu có phải là muốn muốn gì đâu được đúng không Tình? Trời ơi trời, ồ ganh tị hả? Mình xấu rồi mình nghĩ ai cũng sống với mình. Em ai xấu vậy? Mày đừng có nghĩ á, chị mà không biết mày đang làm gì sau lưng chị nha. Thôi em làm chung thôi mẹ. Chị nói xấu mà mày nói xấu chị rồi bao nhiêu chị không biết cái gì. Hả? Thôi chị em làm chung không muốn phải ao rồi. Anh nhưng mà nó nói xấu em kìa. Bởi con gì nữa nha, cái tánh phải mai tài chừng lắm nha, khách phàn nàn lắm rồi đó. Trời ơi. Ai làm gì khách giao cho làm chưa nói với em đó. Ủa nói gì vậy anh? Làm gì anh? Này con phải qua từ chân tới độ khách chứ gì. Trời ơi. Cái tính tình kỳ cục gì trời. Trời ơi. Đẹp nết má. Cái đó không nói với bà chính. Bà đi lên nói với bà chính đây nè. Nói với nghe nè. Không có á. Đừng có ganh tị với chị nha. Chị trẻ với đẹp ưng cưng ở điều đó công nhận. Đừng ganh tị, hiểu không? Cho nên mà đẹp với chị đi nói chuyện. Thôi đi nha. Đừng ganh tị. Chốt về lên hội xã hội đi. Dạ. Như vậy như đe á. Mà đứng ngay chờ nha. Rồi. Rồi, về xíu lên xuống kêu. Em nhanh nhanh ơi. Ừ. Ừ. Đặt cho mày bạn. Cái sòi thắng kìa. Mệt gì. Phòng 18 thấy ai vô? Bớt. Bớt. Phòng số 1. Chốt. Rồi vậy Ngọc Trinh vô phòng số 5 đi. Thôi. Em vô số 5 lắm trời. Làm gì không? Cái nổi đó anh ơi muốn chết luôn vô đâu. Trời đất ơi nhưng mà. Người ta biết điều. Thôi. Trời. Đi mày vô đi. Tao cào mặt mày đi ngon kia nha. Đừng giỡn mặt cái mày. Thôi chị. Vậy thôi để em đi. Vô vô bơ vô đi. Mai mốt mà hết phòng rồi á, khỏi lúc. Tính làm gì? Tính làm gì? Làm gì đâu? Trò hay gì? Ai làm gì đâu? Xin lỗi nha. Ai làm gì? Mấy cái đứa này thì cái làm chung mà không bao giờ mà bảo. Chị con nói nó đồng nhau. Trời ơi rằng em. Trời ơi cái tuổi đời của mày không bằng cái tuổi làm của chị nữa mày. Lúc mày mới đẻ chị đi làm rồi đó. Biết đâu tuổi đời ta mà tuổi làm của mình hả? Là mình sắp về hưu rồi đó. Ai nói chặt em còn là đam mê còn lâu dài lắm chị ơi, không có gì hưu nha. Sắp về hưu rồi đó. Không có. Dạ. Ai về hưu? Bây giờ người ta vô người ta toàn là kiếm hả một chút. Kiếm bơ, kiếm bích. Ta không bao giờ ta thấy kiếm hả Ngọc Trinh, Diệu Hiền. Thì mới có tiền đi nâng cấp cái mặt bằng lại. Nâng cấp cái gì? Làm không đủ miệng mày ăn nữa.
còn chưa kể nuôi trai. Ủa trai nuôi nuôi ai má? Mới nuôi chị. Hát trời quá đó, coi kìa, coi cái bộ neo của nó kìa. Cái này neo gì móng vuốt, cái này neo gì. Mệt chị quá. Mệt quá. Chị la mấy đứa thì chị không la, chị la nó với tụi em hoài. Đúng rồi. Nhưng tôi đó lên là hả, nhân viên ưu tú rồi mà làm tối ngày vậy đó. Biết rồi, biết rồi. Nhân viên ưu tú được tặng cái vỏ đúng không? Nhưng làm việc trên 5 năm được tặng cái vỏ. Nguyên cái này là chỉ ở đây là chỉ có hai chị em bay thôi đó. Hai chị em thanh niên mà. Giỏi. Ừ. Nhưng mẹ không chấp nhận. Mẹ em dù sao em cũng 4 năm rưỡi chứ tội gì hết. Thôi thôi. Nè từ từ cái vỏ này thuộc về mày nè. Em ganh tị. Mày khỏi ganh tị đi. Mày được làm đây là làm nào vô cũng ăn hết trơn ba cái đồ của khách. Khách đưa phải ăn chứ không đưa cho ăn. Ừ, là chưa cho mày vô là ta không làm cơm chứ nào. Kêu này ngậm vô nó đi. Đây nè. Đi. Bye nha. Bye bye. Rồi vô phòng 17. Ba đứa. Ồ. Ba chị mày đi luôn hả? Rồi cảm ơn gì chiêu. Ui lại rồi. Thì cái tao không thương mấy chị em bay là tao đuổi lâu lắm rồi đó. Gán mà cẩn thận nha. Dạ, dạ em chào mấy anh. Ủa. Dạ em chào mấy anh. Chào. Ơi. Có gì vậy? Có lộn không mấy em? Dạ không. Ủa chị Phương kêu vô đây. Đúng mà. Rồi. Không em là Diệu Hiền. Còn em là Ngọc Trinh. À. Em là Diệu Nhi. Dạ. Hôm nay là hồi nãy kêu nè. Hồi nãy tao nhớ tao kêu Mặn Vừa Vừa mà. Nhưng Mặn Vừa Vừa là em nè. Không. Tên dưới quê của em á là Nguyễn Thị Mặn. Còn tên ở trên đây của em á là Ngọc Trinh. Đúng rồi. À tên là Mặn nè, Mặn Chính Đỏ nè. Đánh lát nè. Còn dưới quê Nguyễn Thị Hiền, trên đây Diệu Hiền. Em à, anh kêu Mặn chứ anh không có kêu Cương Thi mà cái móng em dài quá. Không. Lỡ cào chúng anh mất công. À cái này là bộ neo. Làm neo gì đó. Ê, xa xa anh ra xíu rồi giờ nó cào mà. Anh tên gì? Hả? À, anh tên Thống. Dạ, anh tên Thống hả? À. À, còn anh kế bên? À, tên Khanh. Tên Khanh nha. Để anh tự bóc cho. Không sao vậy. Dạ. Cái món này có công dụng đặc biệt lắm mà ăn đang ừ. Dạ mấy anh kia hết khỏi mấy đi. À, xin bảo mọi người. Rồi. Xin bảo xin. Ủa, anh làm gì vậy? À, không, đâu có gì đâu. Ủa, cái ghế nó dài mà sao anh ngồi xúm với nhau chi vậy? Nó hơi lạnh. Đúng rồi, đúng rồi. Ngồi chung cho nó ấm á. Vô đây nè. Dạ. Hát cái máy đi anh. À, sao vậy? À, không. Cầm mic lên, hát đi. Gì ha. Em có hát gì không? Thôi anh hát trước đi. Cảm ơn. Anh hát trước đi, em hát sau cũng được, hát trước đi anh. Thôi, nãy giờ anh cũng hát rồi, em hát bài đi. Vậy thôi mình bắt nhạc ngay sương nha. Đây lên bắt nhạc cho nha. Trời, sao nhìn bộ neo con nhỏ này tao sợ ma quá trời, sợ ma với cái mặt trắng tát hả má ơi. Mày sợ tao cũng sợ vậy. Thôi em ơi, mở được không em. Rồi. Bữa nay ba đứa mình đi không có ngày. Vui lên anh, vui mấy hồi. Vui. Đang vui. Hay quá. Kêu chủ vô giùm anh cái nhà, anh có chuyện muốn nói với chủ cái. Ủa, kêu chủ hả?
chứ. Sao vậy? Sao vậy? Không có ý là không, là không nói chuyện cái thôi à. À, à, à. Kêu chủ giùm anh cái đi ha. Bao nhiêu cho mày bấm chuông coi. Ôi. Ở trong cái lạnh mà tao đổ mồ hôi là sao? Ủa mà anh làm việc gì vậy? À, hả? Anh làm việc gì? À, anh làm hồ, anh làm hồ. Làm hồ á? À, rồi anh thích người làm hồ lắm luôn, dễ thương. Không, không, anh đi phụ hồ. Khách cần nè chị. Cái gì? À, dạ, dạ, dạ. Có cần gì không? Chị, em có gì muốn nói dạ, với chị? Dạ. Chị ơi, có lộn không chị? Lộn gì á? Hồi nãy em kêu là mặn ngọt ngọt xíu mà, mặn gì kỳ cục vậy chị? Ngọt mà. Mặn chát luôn nè. Chỉ một cái mặn đỏ. Không, không. Sao chị đưa nguyên tô mì cho em vậy? Em chứ mặn mà. Em đổi mặn khác cho em được không? Có mặn khác không? Có mặn khác. Cái này là mấy bé, mấy bà. Mặn này là dứt quán. Qua khôi đó. Sớm em đó. Dạ. Dạ em là qua khôi của quán nhỉ? Có coi quán em không đó? Sáng tụi mày chọn địa điểm sai không vậy? Sao mày không, anh ơi, chọn đúng rồi đó anh, đây nè. Anh chọn đúng rồi đó, thấy là ba cái túi là thấy không? Qua khôi nè, qua khôi nè. Á khôi 1, á khôi 2 nè anh. Đó, thấy chưa? Không thấy mình còn cắt hỏi mi diêm khác không chị? Hết rồi. Rồi. Hết rồi anh ơi. Chai khế cũng được. Dạ hết rồi. Không, còn nguyên trái dừa. Chị ơi, mấy chai mặn này sao em chờ sợ ma quá chị ơi. Chị sợ ma. Mà thôi. Tính cái bill với em, tính bill cho em. Em có chuyện. Ủa, nhưng mà... Rồi. Thôi. Hả? Xong rồi chưa? Không, em có chuyện. Bây giờ chủ thầu kêu em về. Đi về phải... Trộn bê tông. Ủa sao vậy? Kinh hồ tiếp. Sao vậy anh? Nói lời chơi xíu nữa đi. Thôi để bờ hôm khác đi nha. Hôm khác nhé. Sượng ơi. Chưa bị. Ủa nhưng mà em vui. Tính bill cho khách thì Sượng ơi. Không, anh nghỉ ăn. Vậy thôi. Mình vô cả. Đi. Dạ. Rồi có cái ba thông cảm nha. Bữa sau cái ông hỏi nha. Mình về nghe, mình chưa có bo mà. À, để hôm khác, đi. Ủa là trời. Tao nói tụi bé bao nhiêu lần rồi. Sửa soạn làm sao vậy, hả? Cái gì mà ô về rồi vô rồi người ta chở luôn, sợ người ta chạy luôn rồi. Có ô về đâu. Ô về đâu trời. Ô về đâu. Hả? Thử hỏi đi, bây giờ thử hỏi đi. Con bít con bơ con trúc. Một tháng ít nhất nó còn được mười mấy hai chục lượt. Chị biết sao không? Tụi nó còn nhỏ, còn trẻ. Tụi nó còn không sức kem phắn nhiều. Còn bây giờ tụi em là toàn trăng chiên với đường hầm xe gây, đường gây xe lửa không à. Bây giờ em mà không có make up lên một cái mặt em như cái gỗ vậy. Chị tao thì sao? Hả? Tao lớn tuổi hơn tụi bay nhưng mà chị, mày thấy không? Bây giờ tao vô tao thấy tao già về đẹp như thế nào? Chị là chủ có tiền đi khăn da mặt được. Cũng chị không? Mới đầu chị nói tụi bay, ba đứa bay nhìn lại ba đứa bay đi. Bây giờ mấy đứa nhỏ nhờ hả nó đẹp biết bao nhiêu nói. Ba tụi bay sửa soạn cái sửa soạn lên. Thì tụi em sửa soạn nè. Mình phải đánh vô cái phân khúc khách hàng. Hiểu chưa? Là cái phân khúc nó nằm đâu chị? Bây giờ người ta hả? Khách nôi mày cũng chê. Người ta súng găng mày cũng chê. Thì phải lựa chọn chị. Mày lựa chọn mấy thằng trẻ đâu có thèm mày đâu. Đâu phải làm là muốn đi ra đi đâu trời. Nặng là phải đâu. Bây giờ mày phải chọn hàng U 60. Trời ơi. 70. Không. Chị nghĩ sao vậy? Thì thôi là ế. Em xác định ế. Em làm gì đam mê. Chứ không có làm gì bằng nè, gì. Nè, một tháng này mày có 4 lượt à. Con Hiền có 3 lượt. Còn nhỏ này tệ nhất nè. Con nhỏ này mới có 1 lượt. Bữa nay tính lượt thứ 2 nè. Mà người ta mười mấy 20 lượt không à. Mà tụi bay thấy tụi bay sống làm sao hả? Trời đó, nó, tao quyết định rồi. Một lượt cũng được. Để sao rồi thỏa mãn đam mê là được. Đưa tú vàng. Tướng danh hiệu nhân viên ưu tú. Đưa tú vàng đây. Chuyến này là tao đưa cho tụi con bích con bơm hết. Thì nè đó. Con nào làm gì được chứ bà đi làm đi. Trời ơi, kia mình kéo quá mà cái mập làm. Trời ơi. Kia người ta sửa soạn cho đã. Ở đây là phải dẹp quán rồi. Trời ơi, chưa giỡn hả? Ai đem nhiều về cho chị? Chị phải suy nghĩ tới lúc mấy đó. Chắc tụi bay làm đem nhiều, hồi xưa tao làm thấy mẹ tao luôn. Ôi. Mày hẹn tao ra làm gì? Hả? Hẹn tao ra làm gì vậy? Thì nói chung có gì đâu. Cho mượn ít đây. Kẹt quá kẹt đây. Gì? Cho mượn ít đây. Chị uống gì chị? Lấy gì ly cà phê đi em. Dạ. Thì nói chung á là kẹt ít quá mới túng quá mới chỉ mượn bà thôi. Chứ ai đâu mà thèm mượn mà làm gì? Vậy thôi đừng mượn. Ê. Tao mày nghĩ sao tiền? Tiền nói gì nói chứ chủ chị em với nhau mà họ không có tiền đâu mà có sẵn thôi cho mượn hoài. Nói thiệt, cái đó chị nói thiệt, chị nói đừng có buồn. Chị không có. Ồ, chỗ chị với em với nhau không thì bây giờ á cho em mượn đi. Thì mốt em trả cho, cộng đồng tiền lời như nói em đóng cho. Bây giờ nè, bây giờ mày đóng tiền lời cũng vậy thôi à. Tại vì tao không có là không có. Nhiều chỗ hỏi tao lắm.
cả cái thằng đi đụng ngơ vậy mà nói chuyện với em. Bởi tên em mốt bà Hai đừng bao giờ nói chuyện với em với con này nha. Chị em thì mà đối xử nhau vậy đó, mượn quá mượn nhiều đó, mượn hết mà làm gì mượn nhiều lắm nha. Phải thấy mà mở miệng ra chị em mà đối xử nhau vậy thì mai mốt có được chị em với tôi nữa ha. Tao đối xử mày sao? Ủa mấy đợt trước tao cũng cho mày mượn đàng hoàng mà liệu. Ủa đợt trước là đợt nào? Đợt trước khác giờ khác. Bây giờ tao kẹt mà vậy đó. Ở bà mượn cái gì tôi không cho bà mượn. Bây giờ đó chị em em mà giờ vậy đó. Ê, nói nào ngay nha, hôm bữa tao qua tao mượn cái nồi nấu bánh chưng mày không cho tao mượn nè. Ai nói không vậy, không có đưa làm chi. Tao bà không có lấy thôi. Ai biết tự lấy. Trời ơi, mày đưa cái nồi có bay lớn thì là nấu được bao nhiêu cái bánh chưng. Ôi thì cái nhà tao ba lớn thì cái nồi ba lớn chứ mà đòi cái nồi bự đâu ra. Trời ơi, bây giờ qua mượn. Mai mốt ha, đừng bao giờ nói chị em với nhau nữa. Mình biết nha cái bản mặt của nhau rồi, thì đừng có nói chị em với con này nữa. Thôi được, thôi được rồi, bây giờ mượn nhiêu, ý là hỏi mày mượn nhiêu. Ít à. Ít là nhiêu? Vài cũ thôi. Ở không có vài cũ cho mượn rồi. Ở đây tao còn có 1,5 triệu à. Thì thôi, thì không cho mượn thì thôi. Thì mốt đừng nói chuyện với nhau nữa. Bởi vậy nha, mà mở miệng nói chuyện với em, chị em tốt lắm. Tốt cái cùi lôi, cùi chỗ á. Ủa tao chưa đủ tốt mày hả Liễu? Thôi. Bớt chị em với nhau đi nha. Tạm biệt. Cái nhỏ này nó ngang ngược dữ vậy trời. Rồi em coi nè, xài có mấy trái nè, lưa thưa ba cái xoài mùa này không có nhiều em ơi. Ít lắm, nó không có bị nhiều. Thôi tao nói mở miệng với chị em vậy đó mà có chút xíu mà ích kỷ tính toán với chị với em. Bảy mai mốt ra đừng nói chị em với con này ha. Trời ơi tôi dám nhận mà là chị em cứ bà ơi cái đường nhục chết. Ủa nha ơi, quá trời quá đất rồi. Phải như nhiều lắm thì ích kỷ ha. Nhà thì của ăn của để của như một đống trời ha. Nếu mà tôi mượn này ha, tôi sẽ con này ha, nào đó ha. Thiếu nợ dai chứ chưa bao giờ giật ai. Hồi nào mà tôi giật đi lúc đó nói chuyện nha. Chưa bao giờ giật ai mà đến lúc mà chị gì ha. Bởi tôi nói lúc gian nan không biết ai là bạn mà lúc hoạn nạn các bạn là ai. Thôi đừng có nói nhiều. Mai mốt là không có chị em tình nghĩa bạn bè với ai hết chứ không có gì nghĩa bạn bè với con nào hết nha. Mốt đừng nói chuyện với con này nha. Ủa là sao vậy? Là nãy giờ bà chửi ai vậy? Tôi nói phong lông phong lá gì đó. Rồi giờ mày xuống, rồi bây giờ mày xuống chưa? Mày leo lên cái xài tao ở trển. Lại vụ gì vậy? Ủa alo, tôi gọi tao không gió được hết trời. Mày không gió. Xài của bà. Tao thọt lên à. Xuống chưa? Xài của bà. Cái xài này xài của tao. Anh má cái má bên kia cái má xài của tôi. Trời ui. Nó ngang ngược kỳ trời vậy? Đúng mà cái sỏi tôi nó leo thôi. Ơi bởi tao nói nha chị em ôi vậy mà mọi lần có gà lem chia đôi bây giờ nở lòng nào mình đối xử nhau vậy thì thôi thì mai mốt á là không có chị em với con nào thằng nào nữa chứ á. Mai mốt ha, tôi đóng cửa trong nhà tao chơi mình tôi không chơi với ai chừng á thì nó đỡ tôi đỡ phiền đỡ bạn. Ủa là bà bích lòng là bà làm gì bả mà bả leo lên tới cây chển bả nói nó mượn gì tiền tao không cho cái vậy đó mà tôi muốn chửi nhiều chửi tao nói gì đâu mượn không cho là sao. Ôi thì ai nói gì chính đâu. Thì tôi đang nói chị em tốt của tôi mà. Thì nó chính phải chị em tốt của tôi không. Mà chính lên tiếng. Rồi vậy thôi tao đi về. Chị đây. Ơi vô con vô đi lắc kia vô đi con ngoan mẹ thương rồi nghe ủa cái gì vậy em ủa chị đâu chị nhớ đâu có ai chị đâu có đặt mua đâu có mà chị xuống nhà đây đúng rồi chị ơi chắc chồng chị mua thôi thì em khiêng xuống giùm chị đi khiêng như đây để chị dịnh cho rồi ra đi ủa cái gì mà nặng dữ vậy trời. Rồi mình khiêng xuống nè. Tháo dây ra. Ôi ôi cái gì mà nặng dữ vậy? Em cũng không biết nữa. Biết mà. Chị nhớ là chị đâu có đặt đâu. Rồi, ở xuống. Nặng quá vậy? Ừ. Rồi, hạ xuống này, hạ xuống. Rồi, chắc ông xã chị đặt quá. Rồi. Có chừng cái đầu. Rồi. 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 Ôi, cảm ơn hai chú nha. Rồi. Tiền bà là thanh toán hết rồi hả? Toán rồi luôn rồi. Rồi, cảm ơn nha. Tháo ra em, chị rồi chứ giờ chị không biết sao lắp gáp nè. Được chưa? Ừ. Rồi. Cảm ơn hai em nha. Ôi, chị tháo ra sao em, tháo ra giùm chị đi, cái đèn lắp. Ừ. Rồi, mở ra cái, trời ơi. Bởi tôi nói nghe chị em bởi vậy, đừng bao giờ nói chị em với con này nha.
bà ấy tới nhà cửa vậy đó, bà mượn tiền ít thì không cho ha. Bà ấy tới chị em như vậy đó, mai mốt đừng bao giờ nói chị em với con này nữa, quá trời mệt rồi nha. Bà ấy tao nói không có gì hết trơn á ha, có mượn có nhiêu đâu, dòng ích kỷ với nhau không mà có nhiêu đâu, có gì mà không cho tao mượn. Thôi ơi bà ấy thì mốt ra đường không dám nhận chị em nữa đâu, tao mệt quá trời mệt rồi. Ơ vậy mà nói chị em. Ơ thôi làm gì, nằm xuống đi, nằm xuống đi. Chị trả hàng em ơi, chị không nhận hàng này đâu. Đừng có làm, đừng có bẫy con người với nhau, không mà đối xử với nhau vậy đó. Thì bởi vì ha, mà hút ha. Rồi tôi biết bà, tôi biết bà à, sợ tôi giật đâu nên đâu có dám cho tôi mượn đâu. Trời ơi, thì bởi vậy ha. Vậy đó mà cho mấy Tư nghe nói mượn, cho mấy Tiên mượn đi sắm xe, sắm bọng gì được. Đó mà chị em gì mà không có cho tôi mượn được ha. Bởi vì mốt đừng bao giờ nói chuyện chị em với con này. Chán quá trời chát rồi. À, bởi vì chị em đi. Hàng xóm chung chơi chung nha, chơi từ nhỏ tới lớn mà chơi mà đối xử con người đối xử với nhau vậy đó. Nghe mà muốn không có dám mượn nữa. Nó có đăng nỉ có không mượn, có người có lại lục có không mượn nữa, thiệt. Chị không nhận hàng nữa. Không, chị không nhận cái món hàng này đâu, tụi mấy đứa kinh về đi. À, trên. Đi đây. Tiền công của hai anh em thôi chị. Tiền công gì? Thì em trả lại mà chị kêu trở lại tiền công thì thuê hai đứa em, tiền công của em đâu. Thấy tao mượn được bả không? Hả? Khi nào mượn được nó cho chứ tao cho. Ủa thằng đỡ với ai coi. Ôi thôi thôi. Tiền chị không trả, thuê tao đã rồi không trả thôi, chị tự xử đi tụi em. Thôi tao sao? Thôi chị tự xử đi em biết đâu. Quay. Quay. Chị ơi. Chính ơi là chị, trời ơi chính ơi. Chính ơi. Thì cái mắt con Liễu này mệt ghê vậy. Mà sao mà cái phòng này nó tăm tối dữ vậy trời. Tao nói mở miệng nó cho chị em nha ha. Chị em nhau không ngày xưa nói á, cần gì chị giúp cho. Mai mốt gặp chuyện gì chị giúp đỡ cho. Đó bởi bây giờ cháy nhà mới lội bỏ mặt chuột ra. Bởi tao nói nha, không có gì mà tốt bằng bản thân tự yêu lấy mình. Ôi tao nói nha, mai mốt không chấp nhận con nào là chị em nữa, chừng cái sợ quá trời sợ rồi ha. Một lần này thôi tởm tới già là không bao giờ có lần hai. Ôi chị em rất muốn cho tôi dọn nhà cho khác ở với ở gần chị hết nổi rồi ha. Vậy đó mà ngày xưa ha, tôi nhớ mà ngày xưa á, chồng ngay kia tôi cũng làm mai cho đó, bây giờ quên tình với chị em. Ngày xưa á, năn nỉ lúc mà khổ năn nỉ á, Liễu ơi Liễu gì giúp đỡ chị nha. Đó bây giờ tao giúp đỡ xong rồi đó, bây giờ quay đi chở mặt làm ngơ. Và tao nói là ăn cháo đó bác, nuôi ông táo nuôi khỉ dòm nhà. Bởi tao nói nghe, quẹt ăn còn quẹt mỏi như gà vậy. Ồ ngày xưa ha, cái lúc mà mình khổ sao mình không nhớ là ai giúp đỡ mình. Còn bây giờ mình sung sướng như mình. Chín ơi thì cái mắt cái con nhỏ này một ngày trời giống như đã hả. Thôi thì mai mốt nó không có chị em với nhau thì nói chân á. Thì nói chị em vậy đó, thì tôi đâu dám nói giọng tới ai đâu. Thì không cho mượn thì thôi, thì tôi tự động tôi tự lực cánh sinh, tôi tự sanh tôi sửa, tự làm sao tôi có tiền tôi ok. Thì mai mốt đừng có chị em gì nữa, quá trời mệt rồi ha. Ngày xưa ấy đâu cũng có Liễu ơi đi với chị nè, Liễu ơi làm này làm kia với chị nè đó. Bởi vì bây giờ ha, bây giờ ở nhà cao cửa rộng đâu còn nhớ tới ai đâu, đâu còn nhớ ai là chị em của mình đâu. Bởi vì tới giúp giặt trả ơn, giúp người trả quán là vậy đó. Bây giờ mới hiểu rồi, coi như là số không tôi xui đi, tôi đâu có làm được gì thì coi như là tôi bị người ta cho ra ghì đi ha, thì không có nói nữa. Thì thôi ai cho mượn thì thôi, thì nói nhẹ không có nói nữa, tôi không có nói gì chân nha, tôi không có nữa nha. Ai muốn nói, ai muốn cho không cho thôi, giờ không nói gì hết. Lấy giùm chị vòi nước em. Ừ rồi ở tổng luôn đi nha. Cái này vợ, cái này có vợ sao hả? Giỡn thôi. Có giỡn không? Giỡn. Giỡn thì mà làm cái gì vậy? Trời đất ơi, ta không có, ta mới không cho mày mượn chứ, tao có tao cho mày mượn làm gì, tao ích kỷ mày làm cái gì? Thì kẹt nó mới qua chính mượn thôi chứ không kẹt qua làm cái gì. Giúp đỡ ít đi. Giúp gì? Ta không có tiền mặt thôi, vậy thôi nè nè. Rồi nè, đó. Giúp như đó được chưa? Đủ chưa? Một chỉ mấy đó khỏi cắn. Được, thiệt hay giả vậy? Trời đất ơi, không lẽ ta mặc đồ, ta mang đồ giả cho tao cười thú đầu tao hay chi? Bởi đó khi mà chính là cái mà người bạn tốt của em, trời ơi thương chính quá. Mày khỏi thương đi.
Rồi. Ô là trời. Chị nào em có em trả nha. Hết sức nói luôn. Em mình mãi cái gì với má? Cái cảm giác là nó đã rồi sao trời. Tao nói cũng may trời thương sao mà chị em mình chơi tới bây giờ mấy chục năm trời chưa có ai giận ai chứ nha. Hiểu nhau á. Đó giờ không có tiếng cãi lộn luôn nha. Cái kiểu như là anh em mình cái mà thân thiết cái gì đó là cái gì cái bài hát gì ta, cái bài hát gì mà sao? Bài gì chị em ta như tay với chân chị nhà em nào. Đúng em rồi. Nhận nhanh theo thấm thoát cũng mấy chục năm mà. Ê, cái ngày tôi lấy chồng đó má, cái ngày tôi đi lấy chồng đó rồi tôi nói ngày đó vui dễ sợ ha. Ê mà thiếu mẹ Sáu nha. Mẹ Sáu nào? Bà chứ ai? Trời bữa đó chị đi mổ cuộc thừa mà em nói gì vậy? Nghe ha. Chị đó bà đi thì còn mổ cuộc thừa bà rồi, tôi thấy bà đi chơi với trai chạy trong ngoài đường mà đó rồi mổ cuộc thừa. Hả à, trời cái miệng có cái gì vậy bậy bà chứ mà chị mấy chục năm trời ai là mình năm trời rồi. Chứ cái đợt sau này nè ăn vài tháng con em đó bà tình mà cũng lấy tiền em chứ chị có lấy đâu. Gì mẹ mẹ này ngủ trời mà không sao sao chị em nhau không ai đâu em với nhau thôi à tại vì nó biết hết trơn mà tại nó không nói thôi à. Chị em ơi giờ mai tình cảm chúng mình dù mai sao khi mình vẫn mãi bên nhau em chính này đừng giận tôi nghe nói cái gì chứ nhiều khi tôi có hay nóng tính này khi có chửi bà đừng có giận tôi nha. Ô là trời ơi ba cái chị nói chuyện thường tình số phố huyện mà hồi bà chính đó giờ bà có để bụng đâu mà để trên đầu không hả? Ai mà hay đâu mà bà ấy vậy ha tự nhiên cái ngày mà bà lấy chồng đó trời ơi tôi nói bà cái ngày đó tôi ngủ với chồng bà trời đất nặng đụng bà thì chị luôn hả ngủ với chồng ta vậy má. ngủ mà tại vì ngủ đâu sợ mới sợ xin ngủ chung mà có gì đâu bình thường cho chị em chơi với nhau chơi với nhau lâu dài chứ phải chơi ngày bữa đâu đúng không mấy bạn vậy đi trời ơi đằng nào thì cũng xong xuôi rồi ha chồng chị cũng như chồng em mà chồng em cũng như chồng chị bởi vì thống thì chị cũng qua ngủ đó mấy lần là gì hả mẹ ngủ thôi cũng coi như là anh em bạn bè vậy thôi chứ có gì đâu mà ngủ thôi chứ có thức đâu đúng không rồi đúng rồi nhầm nhò đâu mà sợ nhầm nhò gì nào mà hai người mà thức nguyên đêm mới mấy người là sợ hai người ngủ mà nay ngủ bà chính vui vẻ hôm bữa là chị thấy bà chính bà thức với chồng em ngoài bờ ao chồng ai chồng bà nội nè ê giờ cũng không nói tôi trời ơi thì bữa đó vô tình gặp chú Hải thôi. Tự nhiên hai người ngủ với nhau nói bà kia mà đổi đâu có ngủ đâu cho bà cao cạo đậu quá chị không bữa đó bình thường thôi mình xin lâu chưa lâu chưa bỏ đây ngày qua mới ngày qua nè chứ đâu trời chị thấy mới đây luôn hả thôi chị đi hái sầu riêng chị thấy hai đứa tò te tí vậy sao không bà nội này không sao hết trơn á trời ơi cho chúng con tết á rồi để dưới buồn tôi đã khó thở vậy tôi nói vậy tôi nói bỏ đi kìa tôi mà cái rồi mình mới thì nói thiệt với nhau là cái không sao hết trơn đúng không mà nói thiệt nhau là có gì mình tâm sự với nhau đó mình hiểu rõ nhau mấy chị em mình nhiều chuyện quá ha nhiều chuyện kể ghê mình nói mình cũng thân với nhau rồi thôi cái ngày mà con của bà tình đi với công an tóm đó tôi báo đó má là em báo hả trời ơi má ơi cảm ơn dễ sợ nó liền như quỷ không em báo xong rồi thằng chồng chị cũng bắt đó là em báo luôn thì ba kể nó đi cái ngày bà nó cũng báo luôn đó bữa mà lên trường là nó báo sao chị em chơi nhau cái tự nhiên mày báo hả vậy trời ơi nó ghét luôn nó ghét lúc đó ghét dễ thương thiếu thiệt trời kệ đi chuyện cũng qua lâu rồi kệ đi chị em mình có mấy cái tình tình thế lâu đâu đâu à tuần trước đấy hả đặt bị bắt là em báo hả em báo trời chị ngủ em chơi em chơi ngủ em chơi mà đúng rồi là sao vậy tự nhiên cái tao chơi tao không ngủ mày chơi cái tự nhiên mày báo công an bắt tao vậy à không lúc đó là kiểu mà gọi là bức xúc đúng không bức xúc tạm thời nhưng mà thôi đi chuyện qua rồi lỡ kể ra rồi thôi chị bắt tao đóng mày rồi thôi có gì thôi đâu sợ ơi đúng không chị em mình vui vẻ ăn biết trời ơi có gì đâu mà sao giống như mẹ Sáu nè nào đó tôi cũng làm gì kể nói mày kể mày không kể mày cười quay cái bài cá của bà đó bỏ thuốc vô đó là ổng mà đẻ hết trơn ổng nguyên ngao luôn cái gì ngồi vậy cái gì nói gì hả mày mới nói gì thì cái đặt cá của bà đó cho tôi báo đó mà nguyên một cái ao cá tai tượng của tao là mày bỏ hả tôi bỏ vô thuốc cá vô hả chứ có làm gì chứ sao mà nhờ vậy mới nuôi tôm mới trúng tôm đó ừ qua tao lại vậy giả mặt với tao hả hả bà
chị em cho chị coi vậy. Chị em nhau dặn nó cái gì trời. Có nói là mừng rồi, ra tao giấu luôn nó mới sợ. Giấu luôn anh ơi. Vậy mà tao tính đâu là hả, tao vô nước rồi nó ủm mà đẻn không mà. Thì má ra mày bỏ nước cá vô đi, dặn gì mà dặn chị em chứ. Ôi là trời. Dặn đúng rồi, có đâu dặn chị đâu dặn. Thôi mà. Chị em nhau không mà. Cái đập mà chính bán đắt đó má. Rồi người ta đại ta mua đó. Để tôi hùng ma tao đâu mới mua đâu. Là không bán được công nào chứ hả? Ê, cái gì mày nói là tao nghe. Mắc chi mày hù ma mày phá công chuyện làm ăn của tao hả? Cái đó nó là con tao là đóng tiền đi đại học, đi học đại học. Mà bây giờ lúc đó tao không có tiền nên tao đóng cho nó đi học đại học. Bây giờ nó phải ngỡ nghĩ là một năm. Là lúc đó là do mày. Không, lúc đó là xuất phát từ lòng ganh tị, mày hiểu không? Xuất phát từ. Ủa mắc chi mày ganh tị, tao chỉ em thân thiết nha, mày ganh tị tao làm gì? Không, mấy lúc đó là tôi tưởng đâu á là vậy như gì nè, câu chuyện là gì nè. Là thằng kia nó mua bên bà, mua bên tôi tôi bán rẻ hơn, nó chịu ghét quá tôi mới ganh tị nó hù ma nó thôi. Trời đất ơi, chị em gì kỳ coi vậy trời. Coi dữ trời. Bà đổi thì cũng kỳ quá. Kỳ vậy mà kỳ. Không. Thì có ba có lại rồi bà ngủ với chồng bà bà hù ma lại nói rồi thôi. Có nhầm nhòi với mẹ hay không chị em nhau mà tự nhiên tao ngủ mà tao thức hả, có chồng mày là tao thức đó. Là sao má, mà nói là chồng mày chồng. Chồng mày với chồng bà Sáu luôn là tao thức, còn chồng liễu là tao ngủ. Ủa cái đó thì kỳ khôi trời, chứ nói gì mà đi thức với chồng. Nhưng mà trời, nhưng mà chồng liễu là có lần thứ ba thứ tư với chồng mày là lần thứ hai. Nói nghe này nghe má. Dạ, ăn một đường là bảo ba tư ngoại tình với tao mà nói chồng mẹ đó trời. Rồi trước mày trước khi mày đám cưới là một lần trời. Rồi cái đêm mà sau khi đám cưới là hai lần, mới ngày hôm qua là ê xin lỗi bà nha, trước khi mà lấy chồng bà đã ngủ với chồng bà mấy lần rồi. Trời ơi, mấy má cái kiểu gì vậy trời, có qua có lại thôi. Ừ, có qua có lại. Ừ. Xin lỗi bà nha, trời xin cái ngày mà nó đem tiền đi lỡ cho tôi đó má. Cái gì trời ơi, mày nói gì? Tao nói gì đó hả? Là nó lấy đem tiền cho mày hả? Ừ, lấy tiền bán đất của bà nó cho con Liễu đó. Cho tôi 10 triệu điện thoại nè. Thôi bà quá đi, bà cũng có tốt lành. Nè nè nè, tao nói cũng chủ thiên trả địa không à. Thì thằng chồng nó cũng đem vàng qua cho tao. Thôi đi mẹ, đây nè mẹ, con mẹ này là cái người mà gỡ cái ổ phán này cho thùng tiền nhà bà. Lúc mà đám của bà đó má. Lấy ra bà là nè, chứ bà không có ai đâu. Chứ cái bà cũng tốt lành gì ta. Chứ bà cũng săn xỉa cho chồng miếng hai chị em chia nhau hả? Tôi thấy rồi chơi. Ủa không, chứ mày tức hay gì? Thì đó, trời đất ơi, không mà, tiền của người ta tao không thèm ăn đâu má. Người má không biết điều. Vậy là cuối cùng là cái thùng tiền của tao là ba người chia. Không có tới hai người nghe. Thôi à. Hai người là ai má? Bà với tôi chia thôi, chứ con nhỏ này tôi với bà chia thôi, chứ con nhỏ này có con nhỏ này đâu. Con nhỏ này không có tốt lành gì đâu chị ơi, con nhỏ này không có tốt lành gì đâu. Ha. Trời ơi, chiếc xe của bà đậu ở trước cửa nó lấy chứ ai. Nó bán. Ê, xin lỗi bà nghe, tôi kêu con lấy tôi có lấy vậy má. Lấy chưa? Thằng con lấy tôi không có lấy vậy má, nó kêu nghe. Chơi thân nhau mà làm gì đó má. Thằng mà nó nghĩ chơi má. Trời chắc tao cần mày quá. Trời ơi, từ nãy sao là thằng kia mà đưa lấy đi. Trời ơi, cũng em què đi sao mà người ta nuôi cá mà bỏ về nuôi cá vô chồng cái ổ cá của người ta. Chứ bà sống tốt cho chưa? Hả? Tốt gì? Trời ơi, cái con chó là chạy ra nhà bà đập chơi què giòn nhỏ à. Tại vì con chó của mày cắn con gà của tao. Chó cắn gà gì? Bỏ con gà biết điều không? Gà làm gì biết trời mà biết điều. Cắn chó rồi chạy chỗ khác đi, mới có gì nghe chó làm gì cắn cái gì. Mày làm gì ba báo nộp số thẻ cho chồng tao, con tao đó. Bà ơi, ngủ mẹ nó ơi, trời ơi, làm như thiếu thốn tình cảm vậy. Ngủ quá chừng này ngủ người kia. Trời ơi là trời. Thì tao thức, vợ chồng mày là tao thức. Trời ơi, bởi vì hèn gì cái mặt vàng không trái cà là phải rồi. Bởi vì tao nói tâm sinh tướng là gì đó. Tâm sinh tướng gì bà cũng được, tâm sinh tướng với bà. Chị em nó lạc rồi, thôi đi, tự nhiên bỏ đi, tự nhiên cái bà đem ra bà nói chuyện cho. Ủa, ai khai quật lên trước? Bà khai quật là tôi mở cái thùng tiền ra chứ ai. Còn mẹ nó cũng ngộ nữa, tự nhiên đi ngủ chồng người ta còn chê, chồng ta chê lên chê xuống nữa, chồng tôi chứ không phải chồng bà đâu mà chê. Mẹ vô duyên. Là trời có ngủ không có thôi. Tao phá trọng luôn. Tao cho không cho con nào thằng nào đi ngang nhà tao trơn ha. Sống chị em mà sống với cái quần họ gì đó. Mình chơi tốt cái đó cỡ nào hay nó chơi năm giọt sau lưng mình mai mốt ha. Đừng có con nào thằng nào nói tao chị em nữa trơn á. Mai mốt qua đây nói chuyện chị em nè. Tao cho khỏi đi thôi biết. Ủa tự nhiên có khác cửa lại sống cho tao đi mà. Đi chỗ khác đi má, đi chỗ khác đi, đi chỗ khác chơi đi. Ê, cái này là cái cầu này cầu chung chứ không phải cầu mười lên nhà mày đâu. Cầu này cầu chung. Hả? Cầu này cầu chung. Ê, bốn chị em hùng tiền lên xây cái cầu nghe, nhà chị trong kia thì mày cho chị đi vô cái đường này chứ tự nhiên mày đóng cửa. Ê, sao tôi là cái ngày làm cầu nha. Là thằng chồng mà nó nhậu xỉn vô là nó không chịu hùng. Bà nhớ không? Hả? Ê, tao cũng hùng nghe, tao không có hùng tiền không nhưng có mà gì. Tao không có hùng tiền nhưng mà tao cũng vác gạch vác cây ra đây nghe. Thì trong cái thời gian mà đi hổm gà mà đi mười mấy năm trời đó, là cái thời gian mà vác gạch là hết trơn rồi má. Không có tình nghĩa gì hết trơn á. Đường mà bà đi còn hơn cái bác cái cầu riêng đi, bà nó lặn xong đi qua. Ê, nó nghe là sao lúc đầu không nói gì đi, tự nhiên cái chị em chơi chung nhau mấy chục năm trời rồi bây giờ đi mấy chục năm trời không nói tới giờ nói. Ê, bây giờ thích nói hay nào giờ không muốn nói bây giờ thích nói được không? Mở cửa cho tao vô không á, tao leo gào à. Ôi trời, bà đi cái cầu tôi mà tàn canh nó làm nỉ tôi đó. Bà nói vậy đó. Bước cho thử coi. Ở đây lỗi xong rồi đi. Thôi đi má. Ê mày nhớ nghe, không cho tao đi qua đây nha. Mày mốt mày đi ra ruộng đừng có hồng đi ngang nắc nhà tao nghe, tao không cho mày đi đâu đó. Khỏi đi con quỷ. Quỷ cái.
Ê, chửi ai vậy con mẹ già kia? Tao nói cho mày nghe, tao nghĩ mày ha. Mày lớn tuổi hơn tao một tuổi, mày già chứ, cái cà mặt mày già hơn tao, tao mới nhịn mày thôi. À, cái mày già trai đó mày, bình thường tao bóp bỏ cái một cái tình kia, tình lựu đạn. Con tình trời đánh, con tình mà gắn sứ. Quỷ sứ, quỷ cái. Mày. Khỏi cái con mày đi đâu hết trơn, khỏi ai qua đây chứ. Ê, làm trò gì không kia? Trò gì là trò gì? Đã làm gì vậy? Ủa thì gào lại không cho đi đường này chứ làm gì? Ủa đường đi của tao mà kia gào lại chứ làm gì trời? Rồi ai đi đường nào? Ê, nói nghe nè. Cái đường này ai lót? Cái đường này tao lót nha. Cái khúc này nhà của tao, tao có quyền gào lại không cho mày đi đường này. Mày khỏi, mày dở gạch ra đi. Mày khỏi lót nữa. Trời ơi, bắt gì gạo? Ủa? Muốn đi chạy đi kia đi. Mày đừng nói nhiều nữa mày, đừng làm màu nữa mày, tao chưa mang xuống cộng đầu mày đó. Trời, tao đố mày đó mày. Cái đường đi của người ta mày không mày gào lại, đừng vô duyên vô dụng. Vô duyên mày khỏi đó nhiều mày. Mày hỏi vậy? Cái nhà của tao người ta có đường đi nào, đường đi chung. Chung là chung chỗ nào? Làm gì vậy? Hả? Làm gì vậy? Dòng con vô duyên. Ai vô duyên? Nhìn mặt thấy ghét rồi. Trời, chết ưa mày. Mày khỏi tao kêu tao thêm người xuống nhà mày coi. Mày cơ đi. Trời, chứ con mày sợ mày khỏi hường mày. Không cho mày đi ra ngày luôn, xạo xạo với tao. Khỏi chị em gì chưa? Con gào lên. Khỏi đi hết trơn. Chị em cái gì mà khúc này mà chị em. Mày làm gì vậy? Đi đường khác. Ủa đường nào nữa mẹ? Đi đường khác không cho đi đường. Ủa cái nhà tôi với nhà bà sát bên có một đường một. Ê, cái con sông kia sao qua? Ngay trước cửa nhà tao, tao gào là tao không cho đi. Mày đi con cái đi. Rồi cái cây thái tao dò liền á. Thử con đi. Mẹ này làm chị người buông à. Mày gì hả? Đi rồi. Ê, cái hàng gà tao dựng ra là ai mất máu mày, mày tháo ra hả? Mày chẳng yêu sao đi được? Đi tiếp đường khác kìa. Không lấy loại xong đi. Đường dưới sông miễu ra. Trời đất ơi, nhà tao đường nó 3 cây số rồi loại bộ đi ra hả? Con mẹ này già có hứa gì trời? Ơ gì? Làm chuyện gùi mua kiến đậu thì ai mượn khui thùng tiền của tao? Tao thấy mình nên cho khui đâu. Con mẹ tình khui chứ bộ. Con mẹ tình khui thì con mẹ tình khui, nhưng mà đừng có chia. Trời chị em gì mà thấy người ta làm chuyện sai trái mà không bao giờ chấp nhận. Muốn gì? Không đi thì không đi. Hà bá đi ghét. Chứ tao ưa mày. Mày mốt mà thọt cái chân qua bên hả? Đắp vào tôi một cái là tàn canh vô làm với tao. Trời ơi, chứ tao thèm. Không lẽ giờ chị em này dặn hoài sao trời? Chứ không cứ lộn với bản chi và ai cũng trong nhà không đi được chứ trời. Giờ đường đâu đi, giờ mấy bả chặn lại chơi. Tặng 3 trái thì tặng nhiều quá, ăn nó hết nhiều. Trời nay mát quá. Hai mẹ này ho thì về nhà mua thuốc uống thì tự nhiên ra đây ngồi chi vậy? Thì có 4 trái chuối xanh thì chị em chia nhau ngừng trái chịu không? Trời thôi đi má ơi. Biết chi một nải chuối xanh là 3-4 người dành cho mũ dính tay. Vậy thôi bà không ăn thì tôi ăn cho. Thì đó, đi nè. Đó, người cầm trái đi nè. Thì nhà có đó nồi chè. Đó. Ăn không hết. Lát đem qua cho người tô ăn không? Thì bà có chè rồi, chiều nay tôi làm con gà đó. Mời 4 bà, 3 bà qua ăn chung tôi cho vui. Chứ ăn mình nên hả, ăn không hết. Không lẽ có gà, không lẽ có không có cháo. Thì còn á, thì qua lấy xúc gạo nấu đồ cháo. Rồi, vậy đi. Chiều ăn. Mấy giờ? 5 giờ nha. Ngồi vậy đi. Nghe nè, mở hàng rào đi lo đi chợ cái sao? Tự mở đi. Đéo, đéo. 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 Đây. Chết rồi. Chị chết rồi. Đéo. 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 Hai khu vực, hai khu vực. Ok, ok, đi. Có liền. Trời ơi. Cái này tao nói mày xuất sắc luôn, cái này nhắm vào xuất sắc luôn. Chạy mảnh chết gì đó. Rồi nướng chưa? Gì? Nướng chưa? Đi qua bên kia nướng luôn. À bên kia luôn hả? Ừ. Đây. Trời, tao nói bà cả tuần nay rồi má. Tao nói không có làm được gì chứ, gung gãy tay chân, tao nói bà kêu. Làm gì mà thôi, trời ơi.
ruột xe máy má này nè, đằng nào qua cũng chạy. Con vô cái nó muốn bệnh đó mày ơi. Ừ, tao không có làm ăn gì được chân má. Trời, tao nói mà ban đêm tôi ngủ với chồng tôi mà tưởng tôi ôm cái giò chồng tôi mà tưởng nó nguyên cái chai luôn má. Ừ. Ông phải ông chuyện tao mà tao giống như là tao không có cảm giác. Ừ, bà nội ơi, trời tao nói ha, đi làm ruộng mà tao nói mặt trời nó rung ngừa. Mua cái tủ kiến á, xong rồi bỏ vô lại nè, xong rồi phá cửa lại. Đậy lại đâu có cho ông thấy đâu, sáng gình gình lấy đi. Ông hỏi lấy cái gì vậy? Nói là cầm vàng anh đi bán mà thấy không minh không? Giữ gì sao? Hay là trời, có xin tôi ngớt chưa? Cái gì? Tôi ngớt. Hồi kia lấy luôn, nè sáng giờ cũng cung tay bán. Rồi, cung tay vậy con Thư đâu ta? Điện rồi, xíu ra. Điện chưa? Đây, xin hỏi là nướng này. Đi, chỗ cũ đi, chỗ cũ đi. Qua chỗ cũ nè. Ê, để nó bắt cửa mấy bà nội. Ê, mà khoan. Cái này nghỉ bán luôn hả? Khoan. Cái gì vậy? Đánh mùi coi mấy thằng chồng mình nó. Trời ơi, mấy ổng được là mình phải được chứ giờ, mày hiểu không? Không, chồng đi ruộng rồi, đi. Nói rằng ông làm được là phụ nữ mà làm được. Thì gọi chàng. Đừng nói là phụ nữ mà không làm được. Không, mình không thích thôi. Ờ. Đi đẻ nó đi mệt quá. Chỗ này phải không? Đúng rồi. Trời. Nghe nè. Hả? Ý tưởng đó. Đậu cũ đâu. Đồ nghe mới nè. Ủa sao mà cầm cho chị. Mấy em. Đâu. Sao rồi? Giang chặn ra. Đúng rồi. Tới mất mấy con sông liền chứ. Nhanh đi. Đi lẹ nhớ. Tới đây rồi nè. Chia. Đầu kia. Ôi, tao nói chỗ này. Trời ơi, ở nhà. Ôi là trời, đã sao mấy má? Ê, bữa nay lên đồ hả? Mình thử chai nè, hai chai. Nói nghe nè. Ê, nói nghe nè, cho hửi cái đây. Đã không? Cái này nè, mới đã nè. Trời ơi, tao nói mà nó nó còn hơn cái mùi của con chồng tôi nữa má. Ủa, mà khoan, có khuôn mực, thấy thiếu gì không? Thiếu gì? Tương ớt, tàu mẹ. Cái đấy đem nước làm gì trời? Ủa? Bà nội nè. Quên rồi. Không có tương ớt thì sao được? Bây giờ sao? Dạ. Xa lắm trời. Trời. Tương mực mà không có tương, khô mực mà không có tương ớt. Trời ơi. Là lông chân mà không có lông nách gì má. Cái này mình cho mày giống như thằng chồng không có con vợ. Đây. Đi. Tụi bay trốn cả đây he. Không ngủ ngoài. Ôi trời. Ở đây tôi quên đồ ngoài nữa trời. Cái gì đây? Cái món gì đây? Khô mực. Khô mực. Khô mực là phải có tương ớt. Trời ơi. Ngoại cứu, ngoại cứu rồi. Bà già mà. Có kinh nghiệm. Cây chạy phớt ngang nhà tao, cái tao hử mùi, cái tao ra liền. Cái tuần nay rồi má. Trời ơi. Lẹ đi. Nhanh đi. Ngoại để có nhiêu vậy thôi đó. Kính đạo đâu hả? Kính đạo đâu hả? Không. Đúng rồi. Đúng rồi. Thôi vỗ tay cái đi. Rồi. Kính lại đắc thọ nha. Rồi tao kêu mày kính lại đắc thọ, mày chưa làm trước rồi. Sao cảm nhận sao? Trời ơi, cái gì vậy? Ôi, tao nói nó đã má má ơi. Trời ơi. Cá tưng rồi, mày hiểu không? Cho bà ngoại miếng chấm. Cá tưng rồi má. Cho ngoại đi, bà ngoại đi. Ngoại kìa. Vòng đi, vòng. Không vòng gì bà ngoại, chúng ta đã thở. Lẹ đi tao nghe. Bà gung kìa. Ủa, như bị bắt kim xanh vậy đó. Một cái luôn nè. Đúng rồi. Nguyên luôn chứ. Rồi lẹ đi ngoại ơi. Ông chưa lông đền. Lẹ ngoại ơi. Trời ơi. Thầy ơi. Lẹ tới chị. Tới chị. Kính lão đó thọ. Tới quận. Tới chị, không quận gì trơn á. Mệt quá, mẹ má nhanh đi. Ơi, mới đựng chùa sữa thèm chết rồi. Đùa nó đã. Nè. Luôn. Cái gì? Ngoại tới bà Sáu. Mẹ chị nói em nghe. Ê, bụng chị là chị làm liền à, đúng không ngoại? Ngoại nhớ ví dụ bữa không? Đưa con là con làm, đưa cái con làm à. Lẹ đi. Ê, nói nghe nè, hồi chiều mới sự bắn chàng để kìa. Sao vậy? Với Nguyễn Thi Cầm. Trời ơi. Để cầm quay lẽ thương khác má. Ý là đang nói cho ngoại hiểu nè. Thì rồi sao? Em. Làm không? Con đàn tôi làm. Tới con mẹ, mẹ lẹ lẹ đi mẹ. Hấp tấp quá. Cả tuần lễ rồi hấp tấp. Vô làm lẹ đi. Nhanh gọn gì đi. Nó chơi một cái ngọt ơn bay ơn. Hết rồi. Nè nguyên chai nè. Ôi. Quá trời.
gì đâu mà làm dữ thằng ôn vậy. Xài ngon quá ha. Có nghe nè bay. Biết xài đâu không? Xài đâu hả? À? Xài nhà mẹ bảy. Trời ơi, bà khó khăn lên đó má. Cháu bà ngoại miếng xoài coi. Trời má ơi. Ê bà nội ơi, quên chưa đủ chia đuổi anh. Trời má ơi, trời cái mùi gì đâu mà nó rồi tới bay nữa rồi. Trời ơi. Người ta đợi nãy giờ rồi. Mày. Tao không phải chỉ đuổi một cái là lời hắn ngoài. Để thử cho nó hết mùi. Lẹ. Tới quận lần 2. Gà mua ngon. Ai mua gà ngon vậy? Nè, ai mua gà? Gà tôi đó má, gà kiển của chồng tôi đó. Vậy? Gà chồng nuôi. Ê mẹ ơi, đâu biết không? Gì? Biết không? Có gì chịu nó hỏi gà đâu rồi, nó gà xúc chuồng rồi. Ờ. Mà lúc đó nó cũng vô bụng mình rồi. Ê dầm. Nè đi. Từ từ. Vui đêm này sao tròn tình yêu thương. Đẹp tình yêu thương. Ê. Ê. Gì? Bỏ mà chán quá. Chán quá. Chịu có gì đâu mà hỏi bỏ đi. Kiếm gì khác chơi đi. Cái gì? Kiếm gì khác chơi đi. Cái gì chơi vậy? Kiếm gì khác làm đi chứ gõ hoài ha. Thôi thôi. Nhà mà có cái lò kéo đem ra chơi đi. Ừ. Mày nhà có lò kéo đem ra chân giấu luôn. Kéo à? Đó. Đem lò kéo đi. Trời trời để đi. Đi đàng hoàng cho nó chồng mới phát hiện á. Ừ. Lên lén nghe. Lén lén nghe. Rồi cái mặt mình có đỏ không vậy? Không không. Nào mà rửa lộn nó có đây nào đỏ đâu. Chán quá chán. Ừ. Má phải cả từng này đó má. Gì đó? Không có đụng đến một giọt đâu chứ. Nè nè. Tôi nói với bà nghe. Thằng chồng nó hỏi sao mà mình để bà quân với thằng gì. Đâu dám nói nó trúng gió, tao đâu dám nói riêng. Gì à? Ừ. Để mà đàn ông chơi được, đàn bà mình chơi được. Mẹ sao không? Cái chén muối bà đem về nhà bà ăn. Sao mình chơi sao mình không có giống như mấy ổng mình quậy quạng được rồi. Ừ. Nhà mình ăn mình ngủ. Đúng vậy á. Ừ. Ừ, em hả, từ khi mà em gặp chị Liễu em đóng cửa hết luôn á. Gặp 3 tháng đóng cửa đúng 3 tháng luôn. Sắp phát sắp dịch tiệm đó. Cái gì nữa? Trời ừ. Ơi, nó đâu quan trọng bằng cái này đâu. Thấy không? Chứ xí dẹp liền giờ nè. Nó mà đi mà không khóa cửa. Nó gỉnh chơi giờ. Sao nào khóa cửa? Hồi nãy em không thôi, mà chơi. Thôi kệ, chơi đi. Dân chơi ai sợ mưa rồi. Không mà Liễu ơi. Cái gì mà nói gì? Dân chơi không sợ mưa rơi. Mà mưa ghê chết mẹ dân chơi chứ. Đúng không? Vô gỉnh một cái chịu lũi luôn rồi cái này. Em mới ở nhà chị rồi. Sao? Tao đi mày đâu có cho ăn đâu. Ông trời má ơi, bày heo giờ tôi sáng giờ nó khóc la ông sùm lũ cho ăn đâu má. Hồi nãy bay vừa cầm cái mâm chạy ngang là tao bỏ ăn tiếng tèo luôn. Không có ăn uống gì nữa trơn. Trời nhỏ mới 3-4 tuổi à? Không, gà vịt đó chứ. Gà vịt mà nè. Điện gà tinh tí, vịt tinh tèo. Ừ. Hát bài gì giờ trời? Bà tủ của bà đó. Bà tủ không? Ừ. Thôi là sáng chứ đi. Ừ. Rồi. Trước nha. Rồi. Tới bà mất nè khỏi cái ai chứ ngoại làm luôn cho ôi má mày nào cùng vui lên hấp sáng lên tình yêu đến với nhau đêm này vui cùng vui đắm say điều vui cha cha con nhiệt mà xong nay đây ăn Doraemon ăn Nobita nè ăn Shizuka ăn cái gì đó. Người ta là ăn sô-cô-la nhỏ này mới đúng nè ăn sô-cô-la ăn người ta xong ra cho em đi vô ăn là được rồi xuống đây Liễu ơi xuống đây hát bài cả nhà miền ơi ê ê đưa tay đây nào máu ở đâu là máu ở đâu máu ở đây là máu ở đây cái gì vậy đổi bài khác bấm bài khác nghe nè vô năng lượng mày ơi hay quá nạp qua chỗ tao ngồi bên này đây, cái khúc hồi nãy mày hát đẹp quá à đây. Chỗ tao ngồi ở đây rồi nó đổ hết rồi còn đâu ôi ơi, cái con què hồi nãy không có coi vậy chứ có rồi đổ cái mẹ nó rồi
Lẹ đi. Làm cái này, làm cái đi. May quá. Ừ. À, tao công nhận nha, mấy chị em mình chơi máu ghê luôn á. Lẹ đi. Trời ơi, nó thơm nổi mẹ ơi. Rồi mày làm lẹ đi, mày thơm hoài. Cái gì vậy? Mày buông nó ra thôi. Thơm không? Mày không? Xưng mày không? Xưng mày không? Hả? Nấu cơm, nấu nước gì chưa? Con cái rước vậy chưa? Thằng nào vậy mà? Ủa, thằng nào vậy mà? Chồng mày chứ ai? Chồng mày đó. Thằng chồng mày á chứ ai? Đứng lên đi về liền không? Trả đi. Về đó, đi về đi mấy không? Đứng lên. Đang vui à. Suốt ngày đi chơi. Được không? Cái gì kìa? Chồng với con suốt ngày gặp chồng tôi không bao giờ về má. Bị bả gì? Ai kêu à? Ai nói hư hư gì kìa? Ai gửi thư thì cả bà nó đi. Ủa? Ừ. Ai vậy? Đi về nè. Cầm đi. Vậy? Sáng giờ đi ruộng không có cơm nước chứ giờ ra đây ngồi chơi. Trời ơi. Đi chơi mà. Đi chơi đi về. Này sao á? Sao gì liễu nha? Đi chơi gì mà không có đá gì hết trơn à? Chơi gì có nữa, còn nữa chị em mình nè. Ô vui quá xa là vui. Đàn trai hơi gái ai nấy cũng đều vui. Ngày dùng ba lắm đâu. Kiếm bà sớm giờ bà làm gì ngồi đây vậy? Nữa rồi. Bà vô không? Hoài hả? Đang vui mà. Mẹ ngớ. Nghe bà gan lắm rồi đó. Chồng con là 9 đi, chị em là 10 đi. Đúng rồi. Cái gì vậy, trớn tuổi rồi. Bữa khác làm tiếp nha. Bây giờ gì? Ôi, nó sợ chồng, nó sợ vui. Ôi trời. Hey. Chị có bốn tụi mình là nắm đầu với thằng chồng. Rõ ràng. Rõ ràng. Nào anh. Hey. Đàn ông thôi mà đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rõ ràng. Mình có 4 người. Vừa đi. Bây giờ nấu cơm nước cho tôi ăn coi. Ủa ông hai gì nữa mẹ ơi. Ừ. Đi về đi, ổng kêu kìa. Ở đi tu tập hoài hả? Về nấu cơm nước cho tôi ăn. Ừ. Mệt quá, già cả khó khăn đi chơi xíu không kiếm nữa. Mệt quá trời. Thôi ngoại về trước nha. Trời ơi, mắt nó dép rồi. Bà đi không nổi được, mất khum kìa, chờ bà đưa cái chợ bà được hết luôn. Ôi trời ơi. Đi đi nè. Đó, đây, tâm cáo trắng nè. Hey. Ba gái mãi định. Yeah. Đánh đi chị, đánh lại mày đó. Lung lay được chị em. Mình có ba người. Vừa đúng nếu đôi mười. Em tên Liễu, con chị thứ sáu. Con mẹ này là chính lũ đạn đồ. Lũ đạn đó. Lũ. Gì vậy? Ai, cái bụng bà chồng bà chính như cái trống đồng. Ê, mượn cái trống rồi bánh đây. Ê, trống gì trống? Cái kia ông nội thiên bà nguyên sói xuống chi vậy? Nhà cửa bỏ tan quan heo cuối dịch già chạy. Đang nhậu gì má? Đang nghe nè, đâu có kêu heo nướng lu đâu mà tao em. Bậy, em nói như vậy là xúc phạm người ta. Người ta là thiên bồng nguyên sói đó. Không phải là heo nướng lu. Ngát hết trơn. Đi đám về cái đầu heo cuối dịch nhà chạy đầy nhà hết trơn. Còn ngồi đây ngơ ngơ. Rồi sao ông đứng vậy về nè? Mệt quá. Về gì mệt. Ăn chơi vui mà. Đúng không? Thôi về đi má. Ừ, vui chưa? Ông giận bánh mà nâu mắt rồi đó. Đứng gì lẹ lên. Ôi mệt quá à, tôi đi. Bây giờ là hai chị em mình là đúng luôn nha. Nếu các bạn thành tâm muốn biết thì chúng tôi sẵn lòng trả lời. Để bảo vệ trái đất khỏi bị hiểm nguy. Để bảo vệ cái người là thiếu ăn, thiếu uống hiểu không? Bả gì? À, chúng tôi là những nhân vật phản diện. Đại diện cho những nhân vật khác đồng người. Sáu môi chê. Liễu đầu lâu. À, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Đại hai chị em mình. Yeah. Liễu. Đi về. Giờ này còn ngồi đi. Tụ tập ở đây một đống nữa. Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Bà nhìn thẳng vô cái bản mặt tôi nè. Ai? Ê, thằng chồng cô te phô mai que nước. Bà chung. Sáu này bà gũ ghê vợ tôi đúng không? Ai, đừng có nói vậy nha. Không có đâu. Không có mà hai bà đang đây. Hát bài đi anh. Trời ơi. Hát cái gì mà hát? Đi về liền không có hát gì hồi vậy đó chứ. Thằng nào kiếm em kìa. Cái gì sơ hở là tôi mắc tiêu hoài là bà gai hoài vậy? Ai, ông đừng nghĩ ông chồng tôi mà ông làm được mà tôi làm không được nha. Ông muốn gì? Ai? Đâu ạ? Ông muốn gì? Đi về. Trời ơi. Ông muốn về. Muốn đi về nè chứ làm gì? Về làm gì? À, đứng mà đứng không dựng nữa. Tôi không có muốn kiếm thêm đứa nữa khỏi về. Đi về vậy. Bà đứng không nổi rồi đi về. Thôi ngồi đây đi. Ngồi đây nè. Ngồi cái gì? Bà bớt ngồi đi, bà bớt đủ gan vợ tôi đi nha. Em ngồi đây với chị. Gì đâu mà vợ, cái gì đâu. Hai chị em mình ngồi. Thì chắc hai chị em mình ngồi đây.
Ê, bà chờ hôm nay trong xanh quá chị ha. Tới chị hát nha. Tụi con không chịu về nữa trời. Xanh xanh xanh, mây trắng 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 soi nè. Tới em hát đi. Hôm nay trời đen thui. Ai? Đừng hát trời đen thui. Bây giờ bà về không? Tới đếm 1, 2, 3 bà không về là chiều nay bà tới số nha. Ngủ ngoài đường nha. Rồi bà đây bà có ngồi dễ dàng luôn không? Ngủ ngoài đường gì qua nhà chị ngủ. Một. Qua nhà em ngủ. Thôi đi về đi. Hai. Đi về nó. Mệt quá. Mới đêm số 3 là ăn thấy mụ nội tôi luôn. Nó đấm non mắt luôn. Đi rồi. Về. Bà nghe bớt bớt ngủ vợ tôi lại giùm cái nha. Rồi nói ba bốn rửa rước con mà đi rước chưa? Mà chú à đi rước lên đi về nè. Giùm đi dép về coi. Gì đâu mà canh sơ hở là chạy, sơ hở là chạy trời. Đi về đi nhai hoài mệt quá trời.